chào các bạn, mình ở bên shop phụ kiện Samsung. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn mua chiếc đế sạc không dây cho Samsung Galaxy Note 5 chính hãng. Như các bạn biết thì hiện nay trên thị trường thì hàng nhái, hàng kém chất lượng của đế sạc không dây Galaxy Note 5 thì rất là nhiều. Khi các bạn đi mua hàng thì cũng rất là khó để mà phân biệt được đâu là đế sạc chính hãng và đâu là đế sạc nhái. Trên tay mình đây là hai chiếc đế sạc không dây của Galaxy Note 5, một chiếc hàng chính hãng và một chiếc hàng nhái. Chiếc bên tay trái mình đây là chiếc hàng chính hãng, chiếc bên tay phải là chiếc hàng nhái. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, nhìn như thế này thì rất là khó để mà phân biệt được, nhất là khi các bạn đi mua hàng mà các bạn chưa từng xem qua sản phẩm thì rất là khó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt hàng chính hãng và hàng nhái. Đầu tiên là ở vỏ hộp thì các bạn có thể lật luôn ra mặt sau. Thì hàng chính hãng của sản phẩm hàng chính hãng thì bao giờ nó cũng có hai chiếc tem, một chiếc tem to dán toàn bộ phần sau của hộp và một chiếc tem nhỏ có barcode. Đây, đó là một chiếc tem rời, tem nhỏ nó dán lên trên chiếc tem này, và các thông số kỹ thuật có ghi rõ đấy, ngày sản xuất, nơi sản xuất và serial number. Còn đối với hàng nhái thì các bạn cũng có thể nhìn thấy đây, ở hàng nhái thì nó sẽ in toàn bộ các thông số kỹ thuật hoặc là barcode ở trên một chiếc tem. Đấy. Nó không có một chiếc tem nhỏ dán lên trên tem này mà nó toàn bộ in trên một chiếc tem, và các bạn có thể nhìn chữ ở trên hai hộp này cũng hoàn toàn khác nhau. Hàng nhái thì nó in đậm hơn rất là nhiều, còn hàng chính hãng thì nó in mờ hơn nhưng mà rất sắc nét. Đấy. Đây là hàng nhái đấy ạ. Hàng chính hãng thì có hai cái tem. Đó là một cách phân biệt. Cách thứ hai là các bạn mình sẽ mở hộp ra. Đây là hàng chính hãng. Mà đây là hàng nhái. Các bạn nếu mà có chiếc đế sạc để so sánh thì rất đơn giản nữa. Các bạn có thể nhìn thấy hai chiếc nó khác nhau hoàn toàn, kể cả là chữ in ở bên trên. Chữ in ở bên trên hàng chính hãng thì nó dạng như chữ 3D, rất là nổi. Còn ở hàng nhái thì đây các bạn nhìn thấy đấy. Bên tay phải tôi là hàng nhái, bên tay trái đây là hàng chính hãng. Thứ hai là đối với sản phẩm hàng nhái thì nó nhẹ hơn sản phẩm hàng chính hãng rất nhiều, bởi vì nó thiếu mất cái quạt tản nhiệt. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, đây là tem của hàng chính hãng có serial number. Như các bạn cũng biết thì serial, mã số serial number trên sản phẩm chính hãng bao giờ cũng được in đậm hơn so với những cái số chữ khác. Còn đây hàng nhái đấy ạ. Đây hàng chính hãng. Nếu mà các bạn để ý vào phía bên trong ở chỗ tản nhiệt đây thì các bạn sẽ nhìn rõ, đối với hàng chính hãng thì nó có quạt tản nhiệt ở bên trong, còn hàng nhái thì không có. Đây, hàng nhái thì trống trơn không có, các bạn nhìn vào có thể nhìn thấy bề mặt trên luôn. Thế nhưng mà đối với hàng chính hãng thì các bạn nhìn vào thì sẽ thấy một cái bề mặt nó đen đen, nó có một cái chiếc quạt tản nhiệt ở phía bên trong. Tiếp theo là về chất liệu gia công. Để các bạn về hàng nhái thì tất nhiên là chất liệu gia công của nó thì không được tốt cho lắm, nên là nhìn cái phần nhựa của nó không được, nó dại hơn so với hàng chính hãng. Một điểm nữa các bạn có thể phân biệt nữa, đó chính là nếu mà ở cái hàng chính hãng thì cái cổng USB, micro USB nó sẽ hướng lên trên đế sạc, còn ở hàng nhái sao nó sẽ hướng xuống dưới. Đây cũng là một điểm để các bạn cũng có thể dễ dàng để phân biệt được. Hàng chính hãng thì cái cổng micro USB nó sẽ hướng trên, hàng nhái thì cổng micro USB nó sẽ hướng xuống dưới đấy ạ. Nếu các bạn đã xem video này thì mình nghĩ là các bạn khi mà các bạn đi chọn mua chiếc đế sạc không dây chính hãng thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Bởi vì
Các bạn nếu mà các bạn chưa từng cầm chiếc đĩa sạc không dây chính hãng của Note 5 thì cũng rất là khó để các bạn có thể phân biệt được, bởi vì là đối với đĩa sạc không dây hàng nhái, hàng kém chất lượng thì nó vẫn báo sạc không dây bình thường. Khi các bạn cắm lên nó sẽ vẫn báo sạc không dây bình thường, nhưng cái dòng điện của nó ra nó sẽ không đủ và nó sẽ không ổn định, gây có thể gây hại cho sản phẩm. Các bạn cũng có thể phân biệt là đối với cái màu trắng ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy đây chất liệu nhựa của nó gia công rất là kém, cho nên các bạn nhìn nghiêng có thể thấy nó có bốn cái lỗ ở bốn góc. Bốn cái lỗ bốn góc. Hàng chính hãng thì chắc chắn là không có đâu. Còn đây là chiếc đĩa sạc không dây màu đen chính hãng đấy ạ. Màu đen thì các bạn cũng có thể phân biệt một cách tương tự. Có sản phẩm thì không in mã serial number. Đây, màu đen thì các bạn có thể cũng có thể nhìn thấy cái quạt tản nhiệt ở phía sau. Ok, các bạn có thể mua hàng chính hãng tại shop của chúng tôi, bởi chúng tôi chuyên kinh doanh hàng chính hãng. Các bạn có thể truy cập vào website phụ kiện samsung.com hoặc liên hệ đến số hotline 01299 959595. Xin cảm ơn các bạn.